Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới nhất. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của tin mới nhất. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung trị tiết, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, chiều ngày 2 tháng 5 năm 2024, kỳ họp bất thường lần thứ bảy, Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung. Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội NQCHA Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội NQCHA Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 kê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái trước đó ngày 26 tháng 4 tại hội nghị bất thường trung ương đảng đã đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 chủ tịch quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 theo trung ương đảng ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trung ương Đảng cũng đánh giá những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản, trưởng thành tư cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Ngây An, học hàm học vị, giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Về chức vụ, ông Vương Đình Huệ từng giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng, khóa 10, 11, 12, 13, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đại biểu Quốc hội. Khóa 13, 14, 15 Về quá trình công tác, tháng 9 năm 1979 đến năm 1985, ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, Pháo bí Thư Liên đoàn, Khoa Kế toán, Ủy viên Ban thưởng vụ Đoàn trường từ năm 1985 đến năm 1986, ông là học viên khoa châu Âu, lớp tiếng tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1986 đến năm 1990, ông là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratila, Cộng hòa Slovakia, bí thư trị bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratila. Từ năm 1991 đến năm 1992, Ông là giảng viên khoa kế toán, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 4 năm 1994, ông là Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, phó trưởng khoa kế toán, quyền trưởng khoa kế toán, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Tháng 5 năm 1994 đến tháng 2 năm 1999, ông là trưởng khoa kế toán Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Tháng 3 năm 1999 đến tháng 6 năm 2001, ông giữ chức phó hiệu trưởng, phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Tháng 7 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, ông giữ chức phó tổng kiểm toán nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương tháng 7 năm 2006 đến tháng 8 năm 2011, ông làm tổng kiểm toán nhà nước, ủy viên trung ương Đảng khóa 10. Bí thư ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước, bí thư Đảng ủy kiểm toán nhà nước, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, ông giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11, bí thư ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 12 năm 2012 đến tháng 1 năm 2016, ông giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, vào tháng 6 năm 2016, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ngày mùng ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị điều động, phần công ông Vương Đình Huệ, tham gia ban chấp hành, ban thưởng vụ và giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Tháng 1 năm 2021. Ông được bầu làm ủy viên bộ chính trị khóa 13. Từ tháng 4 năm 2021, ông được bộ chính trị phần công làm bí thư đảng đoàn quốc hội và trúng cử chủ tịch quốc hội khóa 15 vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Về khách thường Ông Vương Đình Huệ nhận hai huân trường lao động hạng nhất vào năm 2009 và 2015, huân trường lao động hạng tháng 2 năm 2005, huân trường. Lao động hạng tháng 3 năm 2001, huân trường Isala độc lập hạng 2 của Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2013, huân trường Isala độc lập hạng nhất của Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào năm 2017. Nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 1988. Huy hiệu 30 năm tuổi đảng năm 2014, ngày 2 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568, TB, Tổng thư ký, Quỳ Hát thông báo ý kiến của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông là Ủy viên Trung ương các khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng, khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị, khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15 ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Cần Thơ. Như Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nha Dân, Bí Thư Thành Hủy Cần Thơ, trước khi giữ cân vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Trần Thanh Mẫn được cơ hội khóa 14. Bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công làm Phó Bi Thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tới tháng 7 năm 2021, Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông tiếp tục trúng cử vào vị trí trên. Sáng ngày 2 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt tại nhà riêng của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phạm Minh An và tiến hành khám xét. Tại căn nhà 3 tầng ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, rất nhiều cán bộ công an đã có mặt thực hiện việc khám xét. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, việc khám xét nhà vẫn đang được thực hiện. Được biết, Ông Phạm Minh An bị khởi tố liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế. Liên quan đến vụ án này, ngày 19 tháng 4, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm của ông Trần Mạnh Hải sinh năm 1977, phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế. Ông Đỗ Hữu Hải, sinh năm 1986 giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tạ Quang Trường. Sinh năm 1968, nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm Vermedim. Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Huỳnh Tuấn Anh, sinh năm 1984, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân. Lê Hữu Lễ, sinh năm 1975, nguyên trưởng phòng kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế, công ty cổ phần y dược phẩm Vermedim. Theo nội dung vụ án, dự án xây dựng bệnh viện thành phố Vũng Tàu khởi công từ giữa năm 2017 có hai gói chính là xây lắp và mua sắm trang thiết bị y tế. Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao là chủ đầu tư phần xây lắp. Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư việc mua sắm trang thiết bị y tế. Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 460 tỷ đồng. Theo điều tra, quá trình đầu tư mua sắm xây dựng đã xảy ra trùng lắp một phần trong đầu tư phòng mổ tại bệnh viện này. Cụ thể, ban đã xây dựng xong phần cơ bản khung sườn của năm phòng mổ vô khuẩn với tổng kinh phí hơn 16,1 tỷ đồng và đã bàn giao vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, cũng trong tháng 6 năm 2021, Sở Y tế lại ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25 là thiết bị cho phòng mổ hai biết chấn thương chỉnh hình. Đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần y dược phẩm Vindimit với giá là gần 38 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2021, Sở Y tế đã lập biên bản hiện trường với các đơn vị liên quan, tiến hành tháo lắp các thiết bị thuộc phần khung sườn. Xây dựng cơ bản của phòng mổ số 5 là phòng lớn nhất trong năm phòng mổ, do ban đầu tư, để đầu tư phòng mổ hai biết chấn thương chỉnh hình. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Ba Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc cấp tài sản là trang thiết bị y tế chuyên dùng gói thầu số 25, thiết bị phòng mổ hai biết chấn thương chỉnh hình cho bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu, ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch quy bản nhân dân tỉnh Bình Thuận và nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bình Thuận đã bị Bộ Công an đề nghị gia soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cụ thể, ngày mùng ngày 2 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản số 1.159 gửi quy bản nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị gia soát, cung cấp thông tin tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. 12 cá nhân bị đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản gồm ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch quy bản nhân dân tỉnh Bình Thuận ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc sở xây dựng Bình Thuận. Cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình ông Hồ Lâm, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên pháo giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Thuận ông Nguyễn Thanh Cho nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận ông Lê Nam Hưng, nguyên tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cựu phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận ông Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc chi cục quản lý đất đai Bình Thuận ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ông Nguyễn Văn Phòng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cựu phó giám đốc sở tài chính Bình Thuận thường trực hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Thuận ông Nguyễn Xuân Phòng, nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Thuận ông Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty. Cổ phần thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi hồ sơ tài liệu liên quan 12 cá nhân trên về Bộ Công an trước ngày 9 tháng 5. Trước đó, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương và 11 người liên quan về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có diện tích hơn 62 hecta do công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án này trước đây là sân gôn Phan Thiết. Nhưng chỉ sau hơn 2 tuần nhận chuyển nhượng sân gôn, Trạng Đông có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Theo đó, ngày 25 tháng 11 năm 2015, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho diện tích 363.523 m2, gồm đất ở kết hợp thương mại dịch vụ chiếm 58,57% diện tích dự án phần còn lại là diện tích không thu tiền sử dụng đất là 257.132 m2 theo quy định. Gồm các công trình công cộng, nhà trẻ chiếm 41,43% diện tích khu đất dự án. Tổng số tiền sử dụng đất mà tập đoàn Rạng Đông phải nộp là 936,8 tỷ đồng. Tính chi tiết ra, giá đất bình quân chỉ là 2,5 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, giá đất thực tế tại thời điểm đó ở thành phố Phan Thiết và các tuyến đường nằm quanh dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết cao hơn nhiều lần, giá thấp nhất 10 triệu đồng một mét vuông, giá cao nhất 24 triệu đồng một vuông sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo về kết luận giám định tài sản. Theo thông báo này, kết quả định giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là hơn 2.863 tỷ đồng, trong khi trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận lại phê duyệt giá đất là 936,8 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà tỉnh Bình Thuận đã áp thu đối với dự án nêu trên. Trên thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của tin mới nhất chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.